Đây là số điện thoại trên thiên đường á. Khi nào mà con thấy nhớ mẹ á là con gọi điện thoại nha. Mẹ ơi, con có thể gọi mẹ bất cứ lúc nào hả? Đúng rồi con. Quỳnh Anh ơi, xe tới rồi con. Thôi con đi đi. Dạ. Hôn tạm biệt mẹ. Tạm biệt con. Cô chị Giang, sao chị còn trẻ, chị không đi kiếm công việc gì khác mà làm đi? Bảo vệ cái quầy hàng này làm gì? Ngày bán lời lãi được nhiêu luôn chứ? Chị đang đợi một người, chị sợ người đó quay về lại không tìm được chị. Ồ, mà chị đợi ai vậy?